Chào tất cả mọi người, Sun đây. Chào em nha. Giờ này mà mình đứng ở đây thì chắc các bạn biết là video này nói về cái gì rồi đó. Đúng rồi đó, hôm nay là ngày cuối của sự kiện AK nha mọi người. Hiện tại còn có 13 giờ nữa là hết mục tiêu rồi. Như mấy sự kiện lần trước thì mình cũng đi tích xu các kiểu để mình có thể đổi một lần cho nó nhiều các bạn ạ. Tiện thể là mình sẽ đi gặp những idol lần cuối các bạn ơi. Toàn những người trai xinh ghép đẹp mà. Ở đây có một rapper hơi bị đẹp gái luôn nè. Trừ 5 món là mình để làm nhiệm vụ thôi, còn lại là vẫn còn y xì như cũ nha các bạn. Không biết là lúc đổi sao mình có xây được cái khu sân khấu nào xịn sò giống như ở Plaza không ta. Ai mà biết được. Trước khi đi nhận full món đồ ngày cuối thì các bạn đừng quên bấm like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Các bạn có 3 giây nè. 3, 2, 1. Cảm ơn tất cả mọi người. Yo. Thì mình có xây một cái khu sân khấu nhỏ chỗ này các bạn ạ. Đúng ra là sẽ có một cái video liên quan đến cái này trước lên, nhưng mà thôi mình nghĩ là sẽ lên cái video này trước các bạn ạ. Còn cái video đó thì hôm sau mình sẽ lên cho các bạn xem nha. Đảm bảo cực kỳ là vui luôn. Còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi đổi đồ nha các bạn. Hiện tại là mình đang có 38.000 xu các bạn ạ. What? Trời ơi. Trời ơi chưa. Lần này là mình làm full luôn, không bỏ qua bất cứ ngày nào nha. Nếu mà tính cả hôm bữa thì bây giờ là phải được hơn 40.000 xu rồi đó. Để xem là đổi được bao nhiêu món đồ nha các bạn. Đấy, mình sẽ đổi từ cái món đắt nhất luôn, 6.000 xu. Ui, đây là chiếc tivi các bạn ạ. Wow, giống như kiểu là cái tivi mà dành cho idol ở bên Hàn Quốc cái gì các bạn. Đó, nó 4 màn hình xung quanh để cho người ta có thể coi, theo dõi mặc dù nhìn rất từ rất xa luôn á. Nghe bảng điện tử concert play to be, có thể nhìn thấy thần tượng yêu quý của mình từ bất cứ đâu. Nhưng mà nó bị một cái là không thể phát và xem video ở thị trường Việt Nam các bạn ơi. Đây, được luôn một hộp đầu tiên các bạn ạ. Rồi. Rồi, bộ tóc nha. Ui. Trời ơi, xinh quá. Em còn cái mic nữa. Ôi là trời, giờ mình mới nhớ nữa luôn. Mình định cày cả ạc phụ là cái ạc mà ni sun nữa các bạn ơi, bạn người yêu á. Mà bây giờ mình quên rồi. Kiểu này là không đủ xu rồi các bạn ạ. Tiếp theo sẽ là cái sân khấu, cái này cũng rất là đẹp luôn nè. Không mà lạ. Ôi, ăn tiền nhất của cái này sẽ là cái phía sau các bạn ạ. Ôi, sẽ có một cái lối dành cho mình để mình đi lên bên trên á. Siêu xịn sò luôn. Chắc mình phải mua 2-3 cái mới được các bạn ạ. Nhưng mà trước tiên cứ mua một cái trước đã. Đấy, ở trong này còn có mấy cái thẻ nữa nè. Ôi, một đôi giày. Một cái sticker nữa nè. Ôi, có tè chưa. Đấy, tiếp theo sẽ là cái ghế bự nha các bạn. Ghế một đồ đó. Đấy, trời ơi, xem là nó bự đến mức nào nha. Uầy. Thật ra mà nhìn từ đây thì cũng không biết bự các bạn ạ. Xíu nữa đặt ra mới biết. Rồi, có mấy cái vách nhỏ nhỏ các kiểu đây thì mình sẽ đổi hết luôn nha. Ui, cái biểu cảm xinh ghê luôn nè. Bạn nằm không cày tiếc mất biểu cảm này luôn á. Rồi, hộp quà cuối. Đây đây, bộ đồ nha. Uầy, trời ơi, bộ đồ nữ các bạn ơi. Ước gì mà ạc phụ của mình cũng có. Trời ơi, mình quên không cài ạc phụ. Còn có 16.000 nè. Trước tiên thì mình sẽ đi xây cái sân khấu trước nha. Mình quyết định là sẽ làm sân khấu ngay chỗ này luôn. Các bạn vô một cái các bạn sẽ thấy liền. Đây là tất cả các món luôn nha, có hết luôn. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ mấy cái này đã. Rồi thêm sân khấu vào nè. Wow. Wow, rất là bự luôn ấy. Chưa lại lỡ cho ca sĩ đi lên nữa nha. Mình đổi thêm hai cái nữa thì mới đủ không gian được các bạn ơi. Phải một cái nè, trái một cái nữa. Thôi ba ô để lên luôn, quá là xịn. Đây có một background KA này, bỏ đây làm nền luôn nha. Đúng ra là cái này thì sẽ để ở trong giữa này, để cho khán giả xung quanh xem các bạn ạ. Nhưng mà để như thế này thì sẽ bất tầm nhìn mất, hơi thiếu thẩm mỹ một xíu nên mình sẽ để sang bên ha. Đấy, ngay góc này luôn. Còn bên phải thì mình sẽ để cái ghế siêu bự nè. Ngoài, trời ơi, cái ghế này đẹp thế nhỏ. Ê, mình có một quyết định táo bạo các bạn ạ. Tại vì cái sân khấu này nó cao quá nên chắc là mình sẽ phải cho nó xuống dưới một xíu ha. Thì mình xuống được nước ở dưới này nè, mình sẽ lựa thảm đặt xuống dưới này. Rồi mình sẽ đặt xung quanh hết khu vực này luôn nha.
mình chọn thảm trong cửa hàng, tí nữa lấy ra cho dễ nha các bạn. Thế bây giờ mình đứng ở dưới này luôn được rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ kéo cái sân khấu xuống. Hai, được rồi nè. Trời ơi, nó chìm mồi. Hai cái, ba cái. Ok, xong rồi. Giờ thì lấy cái thảm bên dưới ra nha. Như này đỡ phải xây cầu thang các bạn ơi. Bên này thì mình sẽ thêm một vài chiếc ghế vào đây nữa nha. À, sẽ có ghế hạng 1 để có ghế hạng 2 các bạn ạ. Rồi. Bên phải thì mình quyết định là sẽ bỏ những cái ghế giám khảo chỗ này nhá. Đầu tiên là đặt mấy cái loa ra nha các bạn. Đấy, mình sẽ để làm nền đằng trước. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ mấy ghế giám khảo vào nè. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, căn chỉnh lại một xíu nha. Đấy, nhiều ok hơn rồi. Phần giữa này mình quyết định sẽ bỏ mấy tấm thảm vào trong này nha các bạn. Đó, để làm có phần mới hơn. Đấy, đặt một cái, hai cái vào nè. Và ba cái. Đó, như thế là mình có phần nền mới nhìn lạ mắt hơn rồi nha. Mời đến. Ui, cái chỗ này hồi nãy mình không để ý các bạn ạ. Mình chừa lại nhỏ quá, bây giờ không có vô được. Bây giờ mình phải đi chỉnh sửa cái tường phía sau này nha. Đó, mình chỉnh sửa một xíu các bạn ạ. Bây giờ thì nhìn background nó sẽ đẹp hơn rồi. Nhưng bị cái là cái phần bên trên này đang bị hụt các bạn ơi. Bị lộ khu đằng sau. Cái này phải có background đen thì nó mới đẹp. Mà mấy cái background đẹp đẹp này thì mình đi bốc thì có lượng số hạn. Ủa? Có số lượng thôi nên không có full được các bạn ơi. Giờ mình sẽ bù bằng cái này vào ha. Bỏ lên trên nè, sau đó quay cái mặt đằng sau ra. Nhìn ra chắc cũng không biết đâu ha. Ai mà biết được. Trời ơi, sân khấu siêu bự các bạn ơi. Mà hơi tốn tiền nha, 57 các tiền của tôi. Hề nhưng mà này hơi đơn điệu. Mình sẽ dùng trick như lần trước nha các bạn. Để mình sẽ đặt một vài cái đèn lên cho nó đẹp ha. Tham quan một cái nhà bất kỳ nè. Sau đó thoát ra. Ok, may quá, mình để cái kia là cái tường mua cho cửa hàng các bạn ơi. Phải là tường trong cửa hàng thì mới đặt được nha. Đây, bây giờ mình sẽ xài nha các bạn. Đấy, mình như thế này cho nó lấp la, lấp lánh, ánh kim sa hụt lộ đồ đó. Đấy, bên này cũng thêm vài cái nữa ha. Cái này trong cửa hàng có bán luôn nha. Ok, như vậy là đẹp hơn rồi nè. Bây giờ việc còn lại là mình sẽ thêm một số đồ vào đây thôi. Đấy, ví dụ như cái đàn này nè. Wow, mình sẽ bỏ lên đây ha. Rồi, để bút là phải có đàn nha các bạn. Giờ thì tốn mất 60 mua luôn mấy cái vách này nha. Ok, hoàn thành nha các bạn. Wow, trời ơi, các bạn thấy đẹp không? Còn rất là nhiều những cái món đồ lẻ tẻ. Nhưng mà đồ đó thì mình sẽ để xây một cái phòng nhạc hay là cái phòng gì nó sẽ ok hơn các bạn ạ. Tại vì toàn thiết bị nhạc thôi. Để bây giờ mình hóa thân thành idol nữa cho các bạn xem nè. Trời ơi, đẹp không, đẹp không? À, bây giờ mình đứng lên sân khấu này mình debut được luôn á. Rồi, quá trời là đẹp luôn. Ok, mọi người thấy như thế nào về cái sân khấu này thì nhớ bình luận xuống bên dưới nhá. Còn bây giờ thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hãy nhớ like, subscribe cho mình nha. Bye bye.